thả xuống mà trùng chân nữa, trùng chân xuống, trùng chân xuống, trùng chân nữa xuống, cứ trùng nữa đi, trùng nữa. Rồi còn hai cái. Rồi bám một tay vào bên này. Ôi ôi. Bạn ngồi sang bên, đây đây, bạn ngồi ở sang bên này. Cho nó khỏe. Sướng lên, sướng chặt đấy. Chuyển ngồi về chưa đi. Em không biết. Ngày nhà bên này như bà đi sang cái nhà bên cạnh này. Nhà ông ta cũng vậy. Đấy không ngay ngay đâu đây này. Tạp hóa rồi sao đây. Nhà bên này như vậy. Ra đây, ra đây. Tập trong nữa rồi. Cũng ngồi im anh. Đẩy lên tí nữa. Mặt ven sông cầu, các phường xã ven cầu đến giờ phút này là đa số đều ngập nước. Thì có những cái cá biệt là có những cái vùng mà nước đã ngập đến tận nóc nhà hai tầng của người dân. Chúng tôi ưu tiên số 1 là đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện nay thì tỉnh cũng như thành phố đang chỉ đạo lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác là tập trung tối đa cho cái việc mà di rời dân ra khỏi cái vùng lũ để đảm bảo an toàn cho dân. Con người thì có thể đáp ứng đầy đủ những cái phương tiện, cả những xuồng máy, rồi các cái xuồng cứu hộ để đưa vào mà để di rời dân ra khỏi cái vùng lũ là chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong cái việc đó. Tính toán ban đầu thì chúng tôi có thể nói là sơ tán được tương đối, cái số phần trăm dân vẫn còn ở trong sâu, chúng tôi có thể nói sơ tán đến giờ phút này sơ tán cũng phải được 80%. Thế còn những cái chỗ những cái người dân còn ở lại thì chúng tôi ưu tiên là những cái nhà mà nhà thấp tầng đấy, còn đối với những nhà cao tầng tôi hướng dẫn nhân dân là lên tầng 2, tầng 3 thì sau khi cứu giúp những cái người những nhà thấp tầng trước thì chúng tôi sẽ quay lại để đón những cái người có những nhà cao tầng như tầng 2 với tầng 3